Cô Trang rất vui vì được gặp lại các bạn nhỏ trong video bài học ngày hôm nay. Trước khi tới bài học ngày hôm nay, cô Trang mời chúng mình hãy lắng nghe một giai điệu bài hát, đó là bài hát Ngày Tết Quê Em do bạn ca sĩ Nhí Mai Vi thể hiện nhé. Đang vào nhà, hoa đào trước ngõ, cười vui sáng hồng, hoa mai trong vườn, rung rinh cánh trắng, sân nhà đầy nắng, mẹ phơi áo hoa, em dán tranh gà, ông treo câu đối. Tết đang vào nhà, sắp thêm một tuổi, đất trời nở hoa. Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ có tên là gì? Do ai sáng tác? À, đó là bài thơ Tết đang vào nhà của tác giả Nguyễn Hồng Kiên sáng tác. Trong bài thơ Tết đang vào nhà miêu tả một gia đình bạn nhỏ đang làm những công việc để chuẩn bị đón Tết đấy. Các con ạ, ngày Tết là ngày lễ cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, là ngày mà mọi người trong gia đình sum họp quây quần bên nhau. Mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng mình thêm một tuổi mới. Vì vậy, chúng mình phải chăm ngoan, học giỏi, vâng lời, làm vui lòng ông bà bố mẹ nhé. Các con hãy biết giúp đỡ ông bà bố mẹ trong những ngày lễ Tết bằng những công việc vừa sức nhé. Để khép lại bài học ngày hôm nay, cô mời chúng mình hãy đến với một giai điệu bài hát, đó là bài hát Tết 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 đến rồi của ca sĩ Nhí Mai Vi thể hiện nhé. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến trên khắp muôn nơi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Chúng cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết Tết Tết
cho nhau, một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài.